Dạ. Rồi xong rồi. Dạ. Chị Tiên ơi, chị Tiên ơi. Cái gì vậy? Xong chưa, xong chưa? Sao xong, xong rồi, xong rồi. Trời ơi, xong rồi. Hả? Ông ơi, ông chuẩn bị đi về tới rồi kìa. Ông sợ quá. Bà đâu, bà đâu? Kìa. Ây da. Quá. Ôi dễ thương quá. Hơi dễ thương đúng không em? Cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Hả? Xin lỗi chị nha. Chờ xíu nha. Bà Tiên. Cái gì? Tôi kêu bà xúc bả. Mà bà xúc bả càng đẹp vậy. Không phải, hồi nãy chị cũng muốn xúc lắm. Em vừa đi hả, chị cầm hai cái kéo nha. Cái mặt chị đằng đằng sát khí. Chị chuẩn bị chị đưa vô để chị xúc. Mà chị nhìn nó dễ thương quá. Cái chị không nở. Chị lấy băng đô, chị cột cho nó thành cô bé quàng khăn đỏ. Chị xin lỗi. Chị xin lỗi em. Biết đánh ghen. Xin lỗi nhưng mà sao hai người cứ hay nói nhỏ với nhau vậy? Em nói về kiểu tóc của chị đó, trend năm nay đó chị. Phải không? Dạ. Chị cảm ơn chị Tiền nha. Sơn. Ủa anh Khôi, sao anh về sớm quá vậy? Về sớm cái gì, anh hẹn với em mà. Dạ. Rồi em làm tóc chưa? Dạ rồi, em mới làm tóc rồi nè, chị Tiền mới làm cho em á, đẹp ghê luôn á. Không, cái kiểu này là bình thường em để mà có làm gì đâu. Không, em thấy như vậy là mới mẻ lắm rồi đó anh. Tiền, cái này em làm hả? Không đẹp hả? Trời quá xấu. Cái gu em kỳ vậy Tiền. Nè, cái tóc này em muốn cột khăn cũng được mà phải là loại khăn dài, hiểu không? Rồi mình cột ra đó. À, nói nhớ, anh có mua tặng cho em cái khăn dài, anh để ngoài xe kìa. Dạ. Anh lấy cho. Nhưng mà này, thật ra em để tóc nào cũng đẹp hết trơn. Bỏ cái này đi, cái ghê quá. Dạ. Trả vào tiền. Cao Thanh Tuyền, gạt lệ nén thương đau. Bà thấy cái tai hại của bà gãy ra chưa? Bà không nghe lời tôi. Mới hồi nãy nè, đây. Bà cầm bà cắt một cái là xong chuyện rồi. Chị nói rồi mà. Trời đất ơi. Má chị dạy chị nghe lộn chứ không có dạy chị đánh ghen. Chị không biết đánh ghen. Chính vì chị yêu đuối như vậy, bây giờ chị biết nó giật anh Khôi một cách trắng trợn. Đó đó, bà yếu đuối, bà không nghe lời tôi, bà phải dùng lên. Chứ bây giờ đó, anh Khôi chọn bả rồi đó, không chọn bà thấy chưa? Thôi được rồi, đừng nói nữa, tôi hiểu số phận tôi rồi. Tôi tự xử. Tìm vậy, tìm vậy, tìm vậy. Nè kéo nè. Không, tôi không thích. Chết, cái kiểu này xấu lắm, máu me đầm đìa. Làm cái gì? Tôi thích rượu. À rượu hả, từ chờ chút đi nè. Rượu, tôi đâu rồi? Rượu, đúng rồi, tôi phải uống rượu. Tôi phải uống. Cái gì đấy? Cái gì vậy? Em làm cái gì vậy hả? Tôi làm gì? Kệ cha tôi đi. Em làm cái gì đó? Uống cái gì đó? Rượu. Nè, em có biết rượu đó là rượu gì không? Rượu gì ai biết đâu. Tao không đĩa. Hả? Rồi ai đưa cho em vậy? Em đưa. Chị trước cũng không đĩa. Tắm cho ông. Sao tôi uống? Tôi muốn uống rượu. Đứng yên, nghe nói nè. Em có biết cái đó là loại rượu trắng. Con lại nó mua về rồi pha nước vô để tắm ông đĩa. Bây giờ em uống vô rồi đau bụng đau dạ sao? Có điên không? Để mặt tôi đi. Hãy để mặt tôi đi, tôi muốn điên. Tôi muốn đứt bằng vậy sống. Tôi thua người ta rồi mà. Thôi đi. Cái gì vậy? Em sao vậy? Chị ơi, vậy chị. Ủa, cái gì mà quằn quại vậy? Đau bụng. Đau bụng rồi. Ở đây, canh bả đi về. Chờ em chút xíu. Đi đâu đó? Đi mua chanh nhát vô miệng, bả giải độc chứ chị. Đau bụng quá. Đau bụng rồi. Ngồi yên xuống đó. Nghe anh hỏi nè. Hỏi đi. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi hả? Em phải biết suy nghĩ sao càng ngày càng hư vậy? Tự nhiên nhậu nhẹt, bày cái trò đó đâu ra vậy? Ở trên phim á, tôi thấy những nhân vật nữ khi người ta thất tình, người ta uống rượu. Dạ, cái đó chỉ là phim thôi, hiểu không? Chứ không thể áp dụng vô đời sống được. Mà ta uống rượu, rượu đàng hoàng, chứ không có ai uống rượu tắm ông địa hết trơn á. Kệ tôi. Tôi tắm ông địa xong tôi uống xong tôi lắc lư, tôi kêu gào. Bây giờ em không là Thanh Tuyền nữa mà là Thanh Xà đó. Làm cái gì đó? Tôi đau bụng quá. Đi đâu vậy? Hôm nay tôi đang buồn và đau bụng. Tôi quyết định tôi phải ốp. Nè, ốp bao nhiêu ngày? Đến khi nào tôi hết thất tình, tôi sẽ đi làm lại.